xin cho dâng lễ. Hiệp lễ. Đã đến giờ xin mời công đoàn chúng ta cùng lên lên nguyện kinh để một phật thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Sửa lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Thì đây chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, ăn nuôi dạy dỗ chúng con làm những việc lành,
vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đức Thượng Phật vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đức thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đức phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đức trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đức trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật 21 thường niên hôm nay, lời Chúa nhắc nhở chúng ta mỗi người được Chúa trao cho một trách nhiệm,
trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với giáo hội, đối với xã hội. Mỗi người phải tận tâm, tận lực chu toàn để được Chúa thưởng công. Dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhớ trách nhiệm của mình và ban ơn giúp sức cho chúng ta chu toàn hàng ngày trong đời sống thường ngày. Giờ đây, hiệp thông với người xin lễ, chúng ta cùng cầu xin cho hai linh hồn Giuse, một linh hồn Anna, và xin ơn bình an và như ý. Và trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho cha quản nhiệm của chúng ta hiện ngài đang đau bệnh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa thương để giàu sông dừa càng thế sự thăng trầm. Chúng con vẫn một lòng thiết tha với coi phục chân thật. Chúng con cầu xin để được Giêsu Kitô Chúa chúng con là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sếp-na, tể tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy, ta sẽ gọi tôi tớ ta là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu, áo thùng của ngươi, ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi, ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi, ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-xu-sa-lem và với nhà Giu-đa, chìa khóa nhà Đa-vít. Ta sẽ đặt trên vai nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ trở nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau. Muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo thật cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tin mừng hôm nay thuật lại biến cố Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Và với lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô được Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời, tức là quyền lãnh đạo dân Chúa. Trong Kinh Thánh, chìa khóa tượng trưng cho quyền cai quản và điều hành, như Thiên Chúa ban cho Enzakim, quyền
quyền điều hành nhà David mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, hoặc là quyền hành của Chúa Giêsu trên sự chết. Chìa khóa theo Thánh Kinh là biểu tượng của sự tin tưởng, uy quyền và trách nhiệm. Chúa Giêsu đã trao chìa khóa cho Thánh Phêrô. Chúa đã tin tưởng Thánh Phêrô, trao cho Ngài quyền hành và trách nhiệm để hướng dẫn giáo hội trên trần gian. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở ở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở. Đây là một quyền hành thật to lớn. Vì bản chất của quyền hành ở đây theo từ ngữ chuyên biệt trong tiếng Do Thái có thể chỉ đến việc cầm buộc ma quỷ trong khi trừ quỷ, trong việc hành luật liên quan đến vạ tuyệt thông và những vấn đề phán quyết nghiêm trọng. Ngoài ra, theo một số nhà chú giải Kinh Thánh thì chìa khóa nước trời ám chỉ đến hình ảnh của một người đầy tớ với chùm chìa khóa trong tay để mở cửa các phòng trong nhà. Người có chìa khóa trong tay không chỉ có quyền khẳng định ai được vào và ai không được vào, mà còn có trách nhiệm toàn quyền trông coi để ý mọi sự trong ngoài của nhà chủ mình. Nếu trách nhiệm được trao không chu toàn, nếu quyền hành được ban mà bị lạm dụng và bị mất tin tưởng thì chắc chắn chìa khóa ấy sẽ bị lấy lại. Mà tiên tri Isaiah trong bài đọc 1 ngày hôm nay nói rất là rõ và minh chứng điều đó cho chúng ta. Và tôi nghĩ rằng trong chúng ta, anh chị em đây, ít nhiều gì cũng có người từng tham dự thánh lễ, thánh hiến nhà thờ mới. Trong cái thánh lễ, trong cái nghi thức đó thì có cái nghi thức trao chìa khóa mở cửa nhà thờ. Đức Giám Mục trao chìa khóa cho Linh Mục Quản Sứ để Ngài mở cửa nhà thờ. Và nghi thức ấy muốn nói lên rằng việc quản trị nhà thờ trên toàn giáo phận là thuộc quyền của Đức Giám Mục giáo phận. Còn Linh Mục Quản Sứ chỉ là người nhận quyền từ Đức Giám Mục thay mặt Đức Giám Mục trông coi cũng như cử hành và ban phát các bí tích cho cộng đoàn dân Chúa tại nhà thờ đó. Nếu hiểu chìa khóa là biểu tượng nói lên sự tin tưởng, quyền hành và trách nhiệm, thì không chỉ riêng Thánh Phêrô đã lãnh nhận chìa khóa Chúa trao, mà qua Ngài, qua giáo hội, hết thảy mọi người chúng ta đây cũng đều được lãnh nhận chìa khóa ấy khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chìa khóa ấy không gì khác hơn đó là lời tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, và đồng thời tin tưởng chúng ta cũng là con cái của Thiên Chúa. Đức tin dạy rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa theo bản tính, còn chúng ta cũng là Con Thiên Chúa theo ân sủng. Quyền làm Con Thiên Chúa và trách nhiệm đi kèm là một ơn rất trọng đại và cũng chính là chìa khóa mở cửa nước trời cho mỗi người và cho những người có trách nhiệm liên hệ. Chìa khóa chính là hạt giống đức tin từ ngày lãnh nhận làn nước bí tích rửa tội, giúp họ mở cửa bước vào kho tàng ân đức của Chúa nơi các bí tích. Với Chúa mọi sự có thể được. Ơn được làm Con Thiên Chúa đó là chìa khóa nước trời, nước Thiên Chúa trao cho mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Thánh Phêrô đã trải qua nhiều đau khổ, chịu bắt hại và đổ máu ra vì danh Đức Kitô. Chúa đã đặt Ngài làm tảng đá, và trên tảng đá ấy, Thầy Giê-xu đã xây dựng hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được. Thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, và đã tuyên xưng tình yêu lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Vì niềm tin yêu vào Chúa Giê-xu Kitô, Thánh Phêrô đã chia sẻ sứ mạng của Thầy Chí Thánh và hiến dâng mạng sống cho đoàn chiên. Thánh Phêrô đã sống theo chân lý: nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ai có thể đánh bại chúng ta được? Chúa là sức mạnh của thánh nhân, và không có gì có thể tách Ngài ra khỏi lòng yêu mến Chúa Kitô. Thánh Phêrô xứng đáng để nắm giữ chìa khóa nước trời. Anh chị em thân mến, cũng cần chia sẻ thêm anh chị em một vài ý nữa. Dựa vào lời Chúa, xin được chia sẻ với các anh chị em câu hỏi của Chúa Giê-xu. Phần các con bảo Thầy là ai? Là câu hỏi Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ để trắc nghiệm sự hiểu biết của họ về danh tính của Chúa Giê-xu. Trên hành trình theo Chúa, đã nhiều lần và nhiều người đặt ra cho các môn đệ câu hỏi về Chúa Giê-xu. Và hôm nay, chính Thầy Giê-xu hỏi các môn đệ về Ngài một câu hỏi rất cụ thể được Chúa đặt ra và chờ các môn đệ trả lời. Và cuối cùng, Simon Phêrô đã thay mặt các môn đệ thưa với Chúa Giê-xu rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời rất là rõ ràng. Ở đây đức tin của giáo hội phản chiếu một cách trọn vẹn. Chúng ta cũng thế. Chúng ta được soi sáng cách đặc biệt do lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Đáp lại lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Chúa Giê-xu đã trả lời và nói rằng: Hỡi Simon con ông Jonah, con thật là có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Thánh Phêrô thật là có phúc. Phúc của Thánh Phêrô phát xuất từ mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Cha mặc khải cho ông. Đây là mặc khải chân lý nội tại và đời sống chính của Thiên Chúa. Phêrô dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần đã trở thành chứng nhân tuyên xưng một chân lý siêu phàm. Lời tuyên xưng của ông là nền tảng đức tin của giáo hội Chúa. Trên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Dựa vào đức tin và lòng trung thành của Thánh Phêrô, giáo hội của Chúa Kitô được thiết lập. Hôm nay, Chúa Giê-xu khen Thánh Phêrô: Hỡi Simon con ông Jonah, con thật có phúc. Giê-xu có Phêrô có phúc là vì bởi ông mở lòng mình ra để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa và nhận biết Chúa Giê-xu là Con Thiên Chúa đứng cứu độ. Câu hỏi người ta bảo con người là ai được đặt ra trong dòng lịch sử cùng một câu hỏi: phần các con bảo Thầy là ai? Và một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lời những câu hỏi như thế. Chúa Giê-xu là ai đối với tôi? Và tôi là ai trong con mắt của Ngài? Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,
là câu trả lời của Thánh Phêrô sau khi được Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình về chính mình. Nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu hỏi chúng ta, phần các con bảo thầy là ai? Chúng ta có thể trả lời Chúa một cách rõ ràng và chính xác như Phêrô. Nhưng nếu Chúa hỏi thầy là ai đối với mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta phải suy nghĩ, nhìn vào chính trong tâm hồn của mình để trả lời câu hỏi của Chúa. Câu trả lời này hết sức là riêng tư. Không ai giống ai. Đối với người này, Chúa là gia nghiệp của tôi. Đối với người kia, Chúa là bạn trăm năm của tôi. Ngài là sức mạnh của tôi mỗi khi tôi gặp thử thách gian truân, vân vân. Đối với người kia thì Chúa là đứng an ủi khi tôi gặp đau khổ. Và bây giờ chúng ta cũng có thể hỏi lại Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy con là ai trong con mắt của Chúa? Chúa xếp con vào loại người nào? Tin mừng ngày hôm nay đặt ra cho mọi người chúng ta hai câu hỏi rất là quan trọng. Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời chúng ta? Và chúng ta là ai dưới cái nhìn của Chúa Giêsu? Mỗi người chúng ta phải tự trả lời, và không ai có thể trả lời thay cho chúng ta được câu hỏi này. Khi chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu là chúng ta khám phá ra chính bản thân mình. Chúng ta khám phá ra cội nguồn của chính mình. Bước vào trong quan hệ cá nhân với Chúa Kitô, Đấng sẽ mặc khải cho chúng ta biết căn tính của chính mình. Đó là điều Phêrô đã làm. Khi nghe lời Chúa và bước đi với Chúa, chúng ta thực sự trở nên chính mình. Điều quan trọng không phải là việc thực hiện ý muốn riêng của ta, nhưng là ý của Chúa. Và như thế cuộc sống sẽ trở nên đáng tin hơn. Và nếu chúng ta thực sự muốn được kiện toàn bản thân mình, không có cách nào khác ngoài việc mở lòng ra, mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, làm chủ cuộc đời của mình. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu thiết lập hội thánh và trao cho Thánh Phêrô cai quản. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản này xin. Đức Thánh Cha kể vì Thánh Phêrô điều khiển hội thánh trên khắp thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho Đức Thánh Cha Phanxicô để Ngài chu toàn trách nhiệm của mình và trở nên mục từ tốt lành như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
các đức giám mục kế vị các tông đồ hướng dẫn người Kitô hữu. Chúng ta cùng xin Chúa thương nâng đỡ các đức giám mục, để các ngài luôn biết tìm thành ý Chúa và luôn cộng tác với Chúa Thánh Thần trong việc thực hành mục vụ hàng ngày một cách sáng suốt. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Các linh mục và tu sĩ phụ giúp hàng giáo sĩ xây dựng và mở mang được chùa. Chúng ta cùng xin cho cộng đoàn linh mục và tu sĩ luôn vững tâm tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống, và nhiệt tâm hoàn thành trách nhiệm rao giảng tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Trong niềm tin vào Chúa, chúng ta cùng cầu xin cho việc hiệp nhất mọi người trên thế giới có cùng một đức tin vào Đức Kitô là Con Thiên Chúa, và xin cho cộng đoàn chúng ta luôn biệt kịch hợp nhất với nhau trong đức tin và chu toàn bổn phận thường ngày của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập hội thánh và giao cho chúng con tiếp tục xây dựng và phát triển. Xin Chúa thương giúp cho mọi thành phần dân Chúa luôn hoàn thành trách nhiệm người hằng sống và hiển chi muôn đời. Thank you.
anh chị em. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo, xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chính vì Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tự coi chết sống lại đã khai lối vào chôn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần, thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy lần lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con tuyên xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng Ngài đã sống lại, trong vinh quang mãi tại lại đến đón chúng. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hầu cân trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con được thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Martino, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các đặng linh hồn Giuse Anna mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sứ sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin trọng kính mời cha cùng cộng đoàn an toàn cho con thông báo một số công việc của cộng đoàn. Được sự cho phép của cha quản nhiệm, xin rao huấn phối. Đối thứ nhất có anh An Tôn Trần Trường Thắng, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1996. Còn ông Phêrô Trần Xuân Đài và bà Maria Trần Thị Quế thuộc giáo sự Thọ Ninh, giáo phận Hà Tĩnh. Nay có kết hôn với chị Teresa Phạm Thị Quỳnh, là người Tân Tòng, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1997. Còn ông Phạm Văn Quế và bà Hồ Thị Nghiêm thuộc xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đôi thứ hai có anh Phêrô Võ Quang Tý, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1996. Còn ông Phêrô Võ Quang Hương và bà Maria Nguyễn Thị Nhương thuộc giáo sự Nhường Bản, giáo phận Hà Tĩnh. Nay có ý kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Hòe, là người Tân Tòng, sinh ngày 30 tháng 1 năm 2000. Còn ông Nguyễn Văn Lĩnh và bà Nguyễn Thị Hời thuộc giáo sự Mỹ Hoa, giáo phận Hà Tĩnh. Đôi thứ ba có anh Phêrô Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1996. Còn ông Giuse Trần Văn Hòa và bà Maria Phan Thị Thìn thuộc giáo sự Xuân Kiều, giáo phận Vinh. Nay có ý kết hôn với chị Teresa Võ Thị Na, sinh ngày 30 tháng 4 năm 2002. Còn ông Giuse Võ Tạ Trí và bà Maria Trần Thị Chuyên thuộc giáo sự Xuân Kiều, giáo phận Vinh. Nếu ai biết ba đôi này có ngăn trở gì thì phải buộc trình báo cho cha quản nhiệm trong 3 tuần rao. Ai biết mà không trình báo là mắc tội trọng. Rao lần 1 ngày 27 tháng 8 năm 2023 tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiệm Nguyên Tội Phú Sinh Đại Trung. Sau 3 lần rao, nếu không có vấn đề gì thì sẽ được cử hành bí tích hôn phối. Kính thưa cộng đoàn, tuần sau là tiếp tục là
lịch bóng đá, giải bóng đá của cộng đồng người Công giáo Việt Nam tại Đài Loan. Thì như chúng ta biết thì tháng trước thì cộng đoàn chúng ta đã lọt vào vòng trong. Chúng ta lọt vào vòng 1-8, lịch bóng đá vào vòng trong như sau. 9 giờ sẽ khai mạc giải bóng đá. 9 giờ 45, cộng đoàn Đài Trung sẽ gặp cộng đoàn Nạn Khán ở Đài Bắc. Trận thứ hai là cộng đoàn Căng San gặp cộng đoàn Hơ Mậy. Trận thứ ba là cộng đoàn Giảng Mậy gặp cộng đoàn Thải Nán. Trận 4, cộng đoàn Thảo Duyên gặp cộng đoàn Trăng Hoa. Chúng ta sẽ đá sân ở Trăng Hoa, gần ga Trăng Hoa và sân cũ của mọi khi chúng ta đá vòng bảng. Các đội vào vòng 1-8 này thì các cặp đấu sẽ là loại trực tiếp. Thẳng sẽ chúng ta nếu mà thẳng thì sẽ vào bán kết và chúng ta sẽ đá tuần tiếp đó. Còn thua thì bị loại trực tiếp luôn. Vì vậy thay mặt cho các đội bóng và đội bóng của cộng đoàn, con xin trân trọng kính mời cha sơ cùng cộng đoàn chúng ta về sân bóng để chúng ta tham dự và cổ vũ cho đội nhà cùng các đội để cho tinh thần đoàn kết giữa các cộng đoàn ngày một đi lên. Sau thành lễ, xin mời các thành viên của nhóm linh hoạt viên chúng ta ở lại sinh hoạt để chuẩn bị cho tuần tới chúng ta đi tham dự lễ bồn bàng cộng đoàn Phong Duyên. Tuần tới cộng đoàn Phong Duyên có mừng lễ bồn bàng và cộng đoàn có mời quý cha sơ cùng cộng đoàn về tham dự. Nếu cộng đoàn có ai đi lễ Phong Duyên mà muốn đi cùng với của cộng đoàn á thì xin mời đăng ký cho ban phục vụ chúng con để chúng con đăng ký số lượng người về tham dự. Thành lễ vào lúc 4 giờ chiều. Bình thường thì cộng đoàn Phong Duyên thì lễ vào lúc 7 giờ, nhưng vì tuần tới là lễ bồn bàng cho nên là 4 giờ chiều là sẽ thành lễ. Sau thành lễ là tiệc mừng liên hoan. Hiện nay thì ban loa máy là một số người về, một số đi nơi khác, cho nên hiện tại là ban loa máy không có người. Hiện tại giờ thì chỉ còn một người nữa. Vì vậy là con kêu mời ở giữa cộng đoàn ai mà có tinh thần và có tham gia vào phục vụ á thì xin mời vào ban âm thanh để chúng ta cộng tác, để chúng ta phục vụ cho được tốt. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng láng. Hằng chưa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Các thánh từ đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con.
thương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin thông báo cho ban ca đoàn chúng ta hôm nay vẫn